Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 3 2020-2025. Đại hội đã tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và nhân rộng hơn nữa những điển hình tiên tiến trong thời gian tiếp theo. Mở đầu khai mạc đại hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã nhắc lại lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, giai đoạn 2016-2020, toàn ngành công thương đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Những thành tích đó đã có sự đóng góp tích cực từ phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành công thương. Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, các phong trào thi đua của ngành công thương đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong 5 năm 2016-2020, Bộ Công Thương đã có 46 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập các hạng, 17 đơn vị được tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, 5 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 1.028 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, 88 tập thể cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3.715 tập thể cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.